Có ra nè. Nhiều không? Có một thằng đang nằm chỗ gốc cây rồi. Gốc cây gần nhiều cát á. Gốc cây. Không có thằng nữa sao rồi. Còn thằng áo trắng nữa kìa. Sau hàng rào có nhá. Đang đứng ra ngó sát hàng rào rồi đấy. Anh vào siêu thị nhỏ rồi nha. Bèn lắm, bèn lắm. Đây. Ê Tú ơi, sao sau hàng rào có một thằng đấy. Nó có cây có người mà, sao cây ổn cây. Cây bị đo rồi. Gốc cây nào? Gốc cây gần, gốc cây nhiều cát á. Một thằng trên nóc nó chỉ xuống rồi, anh Tú cẩn thận. Cái nhà dân còn thằng kìa. Phía sau lưng siêu nhỏ có người nha. Nó vô siêu nhỏ nó hiếp dâm mình. Là tiên 64. Bên phải siêu nhỏ có người á, mọi người cẩn thận á. Nó vô siêu nhỏ rồi. Đang đứng bên ngay trước siêu nhỏ rồi. Phía trước siêu nhỏ nha, phía trước siêu nhỏ đó. Trong siêu nhỏ. Giết được thằng rồi còn thằng nữa. Giết hai thằng luôn. Vô siêu nhỏ hỗ trợ. Từ từ, ở đây đang kẹt chưa biết đâu nè anh Bát ơi. Nè, đang đi đó, anh biết cây này nó. Thôi, bán tim mình rụng rồi. Má, nó bồ máu đéo kìa. Đâu hả? Cái nhà nhỏ kìa, chỗ đang nằm kìa. Đây, cái nhà nhỏ kìa. Điên vãi thiệt. Điện là nấp vô. Nhiều cát. Móc sau kìa. Ai tin mình chưa bắt tin nhá. Vui. Số 5. Số 5. Chết rồi, bị mấy sư vĩ đại giết trời ơi. Một đống đồ bên cái xe biết đổ á. Bên trái bên đổ sáng bên trái, mấy sư vĩ đại kìa. Nàng đứng trái con, đúng rồi. Coi chừng, đó, hướng đó đó. Nó chạy bên kia rồi, mọi người bóc bên kia. Ép vô. Chạy hai hướng, nàng đứng phía sau lưng, đúng rồi. Bên đây có thằng nữa nè, ngoài rào có thằng nữa. Cẩn thận ngoài rào nha. Nhiều đồ lắm. Ngoài rào có thằng nữa nè. Cover cho nhau đi, đổi ba lô đi Tú ơi, đổi ba lô đi. Ở đây có thằng nè. Hai cái ba lô đỏ, hai ba lô đỏ. Hàng rào nha, hàng rào nó nhảy vô á, được á. Chỗ hàng rào mà nó nhảy vô á. Có hàng rào trước mặt nó. Đổi ba lô đi, ai ra lấy đổi ba lô, nhặt đồ kia. Một đống ba lô kìa. Ấy đi mẹ, nó đụng lô qua rào à. Rồi. Đây nó bán luôn rồi nè. Không sao, toàn đồ mình lụm của nó. Sao lụm đồ lại cho tôi chó rồi, vô xây à? Nó đâu